có điều cái răng nó dơ quá. Đây là chị 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 đó. Mình xài cái loại bộ mình có thể xài loại này nè, ha, chèn keo, ha, mình không có cút vô miệng nó được, thì mình rét một miếng bay như vậy, nè, thấy không có giọt bay, à. Đó, mình dặn răng nó lên, rét lên để nó liếm, nó liếm mà nó nuốt luôn, không cần bạn chạy đánh răng, à, đó nó dễ hơn, cái keo rồi hả, mỗi bên giọt, mỗi bên giọt, chét cái răng đó, chặt lên, rét lên.